Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video này của mình. Thì nếu như mà các bạn đang xem video này của mình thì các bạn biết rằng là hôm nay mình sẽ chữa cái phần tiếp theo là cái phần số 2 của bài thực hành 2 trong môn mạng máy tính, đúng không? Thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng đã xem qua phần 1 rồi. Và nếu như mà các bạn chưa xem qua phần 1 thì các bạn phải cố gắng là chúng ta phải chuyển qua phần 1 ngay. Bởi vì cái phần 2 này các bạn bắt buộc là các bạn phải học từ phần 1 trước. Nếu như mà các bạn chưa làm từ phần 1 ấy mà các bạn chuyển luôn sang cái phần 2 thì các bạn sẽ bị sai lệch kiến thức rất là nhiều, đúng không? Và có 2 thì phải có 1 chứ, phải làm 1 trước thì mới đến 2. Đấy, phần 1 thì vẽ những cái này có nghĩa là vẽ một cách là đầy đủ, chúng ta cứ tách tách ra một cách đầy đủ. Còn sang cái phần thứ 2 là cái phần này là chúng ta bắt đầu là gộp lại, đúng không? Gộp lại với nhiều những cái tính năng hơn thì các bạn cần phải hiểu rõ hơn, được chưa? Thì hôm trước thì chúng ta đã làm về cái phần này là làm về cách gửi thư rồi thì các kiểu, đúng không? Thì bây giờ sang cái video này chúng ta sẽ làm nốt cái phần này, được chưa? Thì ok, mình cũng đã là có một cái file sẵn và bây giờ mình sẽ mở cái file này lên. Đấy, thì cái vẽ thì nó cũng rất là đơn giản thôi, đúng không? Cái quan trọng là các bạn cài đặt và các bạn chạy, các bạn hiểu nó như thế nào, đúng không? Đấy, cái phần 2 này thì nó rất là ngắn thôi. Đấy, trước tiên này, cái đầu tiên mà các bạn phải chú ý đến đó là các bạn tạo ra một cái switch và router đã, đúng không? Thì với một cái router ấy thì conflict nó và chọn cái giao diện thì chúng ta luôn chọn giao diện là 0.0 giúp mình. Và chú ý rằng là với một cái router thì nó sẽ luôn là 1.1. Vậy nó sẽ là 192.150.1.1 nhá. Đấy, các bạn chú ý như vậy. Và cái subnet mask sẽ là 255.255.255.0. Và chú ý giúp mình là cái port status ấy, nhiều bạn hay quên là đẩy on thành off nhá, không để ý là cái này nó sẽ cứ màu đỏ này, nên các bạn phải tick on giúp mình để cho nó có thể chạy, nó có thể nối với các cái phần sau, có đúng không? Đấy, tiếp theo là switch thì ok rồi, đúng không? Switch sẽ là 1.0, conflict này thì sẽ là switch 2 192.150.1.0. Thì vì sao lại là 192.150? Thực ra là cái này các bạn có quyền được chọn nhé, các bạn chọn số nào cũng được bởi vì cái IP mà. Đấy, cái này là 192.168 thì bây giờ tôi có thể là chọn một cái số khác là 192.150, được chưa? Đấy, tiếp theo này, cái quan trọng tiếp theo nữa chính là cái server PT DNS email web một. Đấy, thì các bạn chú ý là với cái buổi trước ấy, là các bạn thấy rằng là cái cụm này của chúng ta là có hẳn là DHCP này, có DNS rồi có DNS riêng, có mail web server riêng và có FTP riêng, đúng không? Cái DNS này tức là cho phép các bạn ánh xạ địa chỉ IP sang một cái tên miền, đúng không? Và một cái tên miền cho phép ánh xạ. Và cái mail và cái web này thì chính là cái tên miền. Đấy, cái trang trang web và gửi mail thì các bạn sẽ cần phải có một cái tên miền và IP. Như lúc nãy mà cái bài thực hành 1 thì mình thấy rằng là mình đánh IP cũng được hoặc là mình đánh tên miền là nó cũng ra, đúng không? Còn cái FTP này là sẽ cho phép là giao thức truyền file, nó sẽ duy trì cái trạng thái thư mục hiện hành và cấp phép cho các cái máy, những cái máy này có chức năng gì. Thì bây giờ ở đây là nó không có những cái đấy, đúng không ạ? Ở đây nó không có là DNS, nó không có mail và web service riêng, server riêng, nên là với cái server PT này nó sẽ là gì? Nó sẽ là tổng hợp luôn, các bạn hiểu không? Nó sẽ là tổng hợp luôn này. Thì tại đây trước tiên là các bạn định địa chỉ IP cho nó. Đấy, là 1.2 thì rõ ràng là tổng hợp luôn thì nó sẽ vừa là gì? Vừa là DNS, vừa là mail và web, đúng không? Nên là DNS server của nó cũng chính là 150 192.150.1.2. Đấy, trong đó thì cái default gateway là 1.1 thì ok rồi. Có đúng không? Phải chú ý như thế và cái trạng thái là static, đúng không? Rồi, bây giờ service. Service thứ nhất là service HTTP. HTTP là cho phép các bạn là có thể chỉnh sửa đây. Ví dụ ở đây mình sẽ để là Huy init, đúng không? Chỉnh sửa cái trang web nó hiển thị như thế nào. Tiếp, already with the same name, đúng không? Rồi, tiếp theo là sang cái phần DHCP thì không có nhá, đúng không? Không cần cái DHCP này. Tiếp theo là gì nhỉ? DNS, đúng không? DNS thì cứ tức là cái ánh xạ của tên miền, đúng không? Thì rõ ràng là cái này nó có vai trò là có một web, đúng không? Của một web nên là ta phải ánh, và nó vừa là DNS luôn và nó cũng vừa là một trang web, nên là cái IP ấy
của DNS 192.150.1.2 và nó chính là cái tên miền đấy luôn, đúng không? yahoo.com. Đấy, các bạn có thể tạo google.com cũng được. google.com. Nên các bạn phải hiểu là DNS này là nó lại chính là cái IP. Cái IP này nó lại chính là cái IP của gì? Của trang web yahoo.com luôn. Đúng không? Đấy. Tiếp theo là cái phần email. Email là để làm gì ạ? Để nói về thông tin của các cái máy, đúng không? Thì có hai tài khoản là e-user và e-admin, đúng không? Các bạn hoàn toàn có thể là tạo được. Và cái phần cuối cùng nữa chính là cái phần FTP. FTP là để làm gì ạ? Là để định quyền cho các cái máy chủ đấy. Đấy. Thì FTP này của tôi có thể định quyền cho Cisco. Đấy. Cisco là cho phép làm hết, đúng không? Có thể định quyền cho e-name hoặc là e-user hoặc là e-admin đấy, đúng không? Thì các bạn định được và không định cũng được. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ là cái này là đã xong rồi nhé. Đấy, các bạn phải hiểu như thế, chúng ta phải hiểu được, đúng không? Thì bây giờ sang cái phần tiếp theo là cái phần PC0 và PC1, chính là hai cái máy tính. Thì các bạn phải hiểu này, lại một cái quan trọng, các bạn cần phải quay về cái bài thực hành thứ nhất, là lý do là cái cụm thứ nhất là nó có cái cụm là DHCP. Nên là admin và user không phải định địa chỉ IP. DHCP là gì? Là một cái giao thức cấu hình máy chủ. Nó có thể quản lý nhanh và nó có thể là tự động phân phối các cái địa chỉ IP trong một mạng. Nó tự động phân phối nhá. Các bạn hiểu không? Nên là cái admin và cái user này nó không cần về địa chỉ IP. Nhưng mà rõ ràng là trong này là nó làm gì có DHCP đâu. Đúng không? Làm gì có DHCP. Nên là vô hình chung ấy, hai cái máy này các bạn phải định cái địa chỉ IP cho nó. Ồ, các bạn hiểu chưa? Đấy, cho nên là bên cạnh cái việc lập nick ấy, thì là phải định địa chỉ IP. Thì phải vào desktop IP. Đấy, thì tôi sẽ định địa chỉ IP cho cái này là 1.3. Được chưa? Trong đó thì default gateway là 1.1 và DNS server là 1.2. Có đúng không? Rồi, thì là xong rồi. Và cái PC1 này cũng như thế. Và phần desktop và phần IP con này, configuration, thì nó sẽ là IP là 1.4 và default gateway là 1.1 và DNS server là 1.2. Các bạn phải đánh vào, đúng không? Và nó sẽ là dạng static nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ gửi thư, bởi vì cái này là chỉ có gửi thư thôi chứ không làm cái gì khác, đúng không? Có thể nhớ là cái PC0 là gì, là admin, PC1 là gì, là user, đúng không? Bây giờ các bạn phải biết được rằng là cái admin và user đấy thì chúng ta đã lập nick ở trong cái server này rồi, đúng không? Trong cái DNS email web này rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ cần phải để cho nó biết rằng là nó là như thế. Trước tiên thì mình có thể vào web đã. yahoo.com, đúng không? Đấy, we edit này. Đúng chưa? Chúng ta truy cập vào trang web yahoo.com cũng được, hoặc là 192.150.1.2. Đúng không? Như nhau hết, đều được, đúng không? Và IP cũng được mà vào bằng cái tên biển cũng được nhá, chú ý thế. Tiếp theo bây giờ mình sẽ lấy cái thông tin của cái này thì mình sẽ vào email, đúng không? Và configure mail, tức là nhập thông tin của cái đấy. Thì tại đây có thể là có e-admin, mình sẽ cho cái máy này có nick là e-admin. Được chưa? Mật khẩu 1 các bạn phải tự nhập nhá. Còn PC1 và phần email và phần configure mail, tức là xác nhập đấy. Đấy, thì sẽ cho là e-user. Đúng chưa? E-user. Thì cái này bắt buộc các bạn phải nhập đó. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ gửi cho bạn, từ bạn admin gửi cho bạn user một cái email nhá. Nhấn vào đây. Email chưa? Rồi, compose. Đấy. Tới e-user a@yahoo.com. Sorry các bạn, lúc này mình đang nói thì mình giọng hơi khàn một tí. Tại vì lúc nãy là quay video thì là đang quay dở thì lại nhận ra là video nó bị lỗi. Thế là mình lại phải quay lại. Nên ra chưa kịp uống ngụm nước. Nên là nó sẽ hơi bị khàn đấy các bạn ạ. Bây giờ mình gửi thông tin với subject, cũng là cái điện tiêu đề và cái nội dung như này nhá. Mình gửi cho e-user rồi nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào e-user và xem email. Receive. Đúng chưa nhỉ? Đấy, thấy rằng là bạn này đã gửi cho hoàn toàn chính xác với cái tiêu đề và nội dung y hệt như thế luôn. Vậy là chúng ta không bị lỗi, đúng không?
Đấy, các bạn có thể tiếp theo các bạn có thể phản hồi. Phản hồi này. BBBB đúng không? Gửi lại cho bạn admin. Thì tại admin mở email ra, receive lại. Thế rằng là có cái đứa này đã phản hồi này. Đúng không? Chính là BBBB như thế này. Ok chưa? Vậy xong chưa? Rồi nhá. Đấy, vậy rất là dễ dàng. Thì chú ý rằng là đầu tiên tạo router xong tạo switch, đúng không? Địa chỉ này thì tạo ra hai máy tính có IP này và tạo ra một cái server PT cho nó vừa là DNS, nó vừa là email web, đúng không? Mới những cái địa chỉ IP như thế và các bạn có thể hoàn toàn gửi mail bình thường thôi, đúng không? Như vậy là thống nhất qua hai cái phần vừa rồi là cái cụm này là thành công, đúng không? Cụm này thành công rồi nhá. Và chú ý là tất cả là các bạn phải bật on cho mình hết này. HTTP HTTPS là bấm on cho hết, bấm on giúp mình nha. Nếu như các bạn bấm ấm off ấy, bấm on là nó không chạy được đâu, nhớ nha. Bấm on thì nó mới xanh được chưa? Đấy, vậy thì video này của mình thì sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo. Chúng ta sẽ sang phần 3 với một cái phần khá khó hơn.